Xin chào nó cho anh em nhé. Thì có nhiều anh em hỏi vào cái mồi câu đơn đấy, thì về nó cũng hơi nhão, thì có nhiều cách để làm cái mồi ủ chua của mình nó không bị nhão ấy. Các bác cho bột mì vào, bột mì ấy, mồi nó chảo nó ngâm cả ngày nó không tan được nhé. Thì mấy mai em ốm ấy, thử hôm ăn cá vược 7 cân nhiều ốm ấy, vẫn chưa đi câu được. Có bác bảo nào đi đánh năng xê cho bác xem, thì em chuẩn bị đồ để ngày mai đi đánh nha, biết mai nó phải uống rồi, mấy nay mệt quá, hai vợ chồng mệt đang đang ở nhà cả đây. Thì bây giờ em sẽ trộn mồi để ngày mai đi đánh cả lăng xê mới nục ấy. Thì bài mồi chỗ chua này em bữa đổ bột mì cho mồi dẻo, mai em đi câu lăng xê em lười nhấc mồi lắm, cứ cứ ngừa mấy bao giờ có cá ăn thì mới nhấc, nhưng nếu mà câu kia thì cứ khoảng các bác khoảng 2 tiếng hoặc 1 tiếng bác nhấc một lần, em lười lắm, quăng cả ngày không được thôi. Vì em thấy cái hiệu quả của năng C nó không không bằng lục được. Nhưng em chủ yếu chỉ tập trung vào cần lục thôi, còn đâu là năng C cứ bây giờ cá kéo mới nhất. Đấy là chưa chắc ăn này, đổ mồi nó rào hắn này. Đấy, cho cả ngày luôn đỡ phải đi nhấc mồi. Nhưng mỗi lần nhấc mồi mệt lắm. Thì tí cho sâu cho bác xem cái đống đồ em đi câu năng C. Bây giờ em phải nhào mồi đã. Mai đỡ phải đi nhấc cần nhiều, bình thường cái mồi của chua nó có thể chịu được khoảng tiếng tiếng rưỡi thoải mái, nhưng mà ngoài tiếng rưỡi nhiều nhiều bác cứ phải nhấc lên kiểm tra mồi, nhưng mà em lười để câu vô đúng cần thì mỗi lần nhấc lên mệt, người đang ốm giỏ đấy. Thì mai cũng muốn đi săn hàng phát nên em bác mồi chua không thôi này, chơi gần tay này đấy, ốm nhiều cũng không thò vào nước chơi loại này không nhỉ, vào nhà vỡ chửi chết. Ngoài Bắc cái thời tiết đang thay đổi thì mùa ấy là ai ai cũng uống khổ thế này. Còn mong là mai người khỏe khỏe tí thì đi đánh năng xê cho anh em xem. Bộ môn năng xê này là cái bộ môn em vào đời đầu tiên đấy. Nhưng mà em đi đánh thấy không hay, cảm giác nó không sướng như là đi câu nục thì cá nó mà tầm tầm cái phao mà tim nó đập thình thịch thịch rồi. Cầu nó sướng hơn nhiều mà nhục nó tập trung cao. Em cũng mới câu nục cái kinh nghiệm nó cũng còn chưa có nhiều, nhưng mà câu cảm giác nó sướng, mới vào nghề đã thấy sướng rồi đấy. Em trộn mồi mồi này thì thảo vô cùng, này nó cho bột mì còn nữa mà ngâm cả ngày chứ không hết được. Câu vậy chắc cụ đấy, mồi nó chua mồi nó kinh quá, phải chơi găng tay ấy không ốm không động vào nước ấy. Mồi đã bóp xong rồi, nó giảm cái kẹo kéo. Anh em ở cho thêm tí bột mì nữa, nó giảm cái kẹo kéo luôn này. Cái này quăng cả ngày chẳng tan hết mồi, khi cá cắn nó mới tan. Mà thật sự là mồi này nó kinh quá, em bỏ nó ngoài cửa vào trong nhà nó sặc sụa này. Từ đây thôi, mồi mai em sẽ một nửa đánh nó ổ, một nửa thì đã chơi năng xê. Và bây giờ vào chuẩn bị năng xê nhé, là mấy quy trình cho anh em xem, mai chuẩn bị đồ mai em sẽ đi sớm, nếu như người nó không mệt quá. Thật ra bây giờ em cũng chán câu năng xê đấy, bởi vì muốn là đi câu năng xê thì bác cũng cần đi rất là mệt luôn đấy. Đấy, bây giờ thôi theo nguyện vọng của anh em thì ngày mai em bác đi đánh cho anh em xem nào. Mai em đánh này, tuần trước cái ngày mới vào nghề đây em mua 4 cân 2 khúc để đi đánh năng xê, và anh thấy hiệu quả chẳng cao mà mỗi lần bác đi một đống cần đã vài là 4 cần 2 khúc mới này, 2 cần rút là 6 cân, 1 cần nục là 7 cân đấy, còn kèm đống cần tay thì chưa tính nhỉ, cần tay có khoảng 4-5 cái đấy. Các bác thấy bác đống này đi có khổ không? Bình thường đi câu nục thì cần 1 cân nục là thế là ok rồi, nhưng mà sẽ cắm giặc năng xê nục thì câu sẽ là chủ yếu, còn năng xê cái đáp thôi. Thấy cái đống cần là dã man rồi đấy, xong lại còn máy, toàn máy 7.000 to đùng, bác đi nó mới khổ chứ. Mai còn ô nữa này, cho hết vào trong cái bao này luôn, đi một chuyến săn hàng.
Bình thường em cô nục đây. À, tí giới thiệu anh em xem cân nục của em. Cô nục thì chỉ cần một cân nục, một hộp đồ. Đấy. Trong có phao, máy, thế là xong. Cô nục mình mang đi rất là nhẹ nhàng mà cô nục nó sướng hơn nhiều so với cái con năng C. Hình có anh em hỏi bác dùng cần gì thì em dùng cần đây. ISO 4,5 m này. Cần này em mua có đợt đấy là hình như 450 phải. 450. Thì em đang đợi con máy có máy hồi ti pin về, không biết hôm nay nó có về không. Nay về đẹp quá. Mà đi test luôn. Dùng cái máy phun kim loại đánh nhục nó chắc ăn hơn là mấy cái máy đấy. Trước em mua máy NC7000. Máy này quảng cáo kéo cán rất tốt mà em dùng một năm nay cũng thấy cũng tốt thật. Nhưng hôm nọ va phải hàng khủng thì nó cào phát gãy lẫy vỡ lẫy bên trong. Để cho anh em, để tí em tháo cái con máy vỡ của em này, tí em tháo bên trong anh em xem nó vỡ vỡ cái khay nhựa. Nhiều anh em bảo là con cá 7 cân mà vỡ được, nhưng mà cái bên trong nhựa nó yếu ấy, nó không hãm được con đấy. Cước nó ra vẫn ra cước nhưng mà lại có thể vỡ được. Anh em thấy chưa? Vác đấu cần đi khổ. Đấy. Ở đây là hộp năng C từ hôm đi mua về đến bây giờ cũng chưa đi câu hôm nào. Bao lâu rồi nhỉ? Hình như mấy tháng này. Bởi vì lúc đầu em đi câu là em tự buộc, sau này thấy nó mất mấy cái thì mua luôn cái hộp này dự phòng ấy. Từ hôm mua xong bây giờ chưa hôm nay phát. Bởi từ cái lúc mua là bắt đầu là xem bánh nục thì thấy hay quá thì là chẳng gì anh đang xê nữa. Thế mới bỏ ngày đấy nhờ. Cần thì mới bất không nha. Đợt này có cơ hội bác đi đánh này. Thì hôm nay cái năng C này trước em mua thì nó không có phao. Cái loại nó có phao mà loại này nó cứng lắm. Loại còn dây to, lưỡi to. Dây to, lưỡi to. Hơi tối nhỉ. Đấy, anh em những cái khuyên của nó thì biết đấy. Khuyên to bự luôn. Cái này cá chục cân kéo nó gãy rồi. Cứng lắm. Đấy thì mày bổ sung nhầm. Bởi vì mình lười nhấc lưỡi này. Khi mồi nó tan rồi ấy thì cứ để mồi nó nằm chỗ đấy lưỡi cứ nổi thì là cá nó đến ăn nó vẫn chết, nên là đấy thành cho những ai lười đi thay mồi thì ao này nó không chơi loại xốp xốp kia nhanh vỡ lắm. Bác biết đây gì không, cái này nó ở cái dép tông ấy, em cắt ra còn này cắt thừa dép tông không phải móc còn lưỡi thôi. Chuẩn bị ngày mai oánh không có săn được hàng khủng không. Chắc có nhiều anh em đấy cũng biết là móc cái kiểu này rồi đúng không? Khi mồi nó nằm này nó tan mồi đến lưỡi cái chỏng chỏng này. Nó nổi lên này thì chép nó hút vào ngay. Làm xong 4 cái quả này nhá. Ok. Đã móc xong. Chuẩn bị đồ cho một chuyến săn hàng ngày mai. Anh em vào chúc em ngày mai nên cá khủng nhá. Hẹn gặp lại anh em. Ok. Rồi, hẹn gặp lại anh em sau nhé.